Hội cựu tù nhân lương tâm và khối tự do dân chủ 8406 vừa khởi xướng một bản lên tiếng phản đối cách hành xử của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là đồng lõa và bao che cho tội ác của Formosa và đàn áp dã man người dân khi họ phản đối tội ác này. Bản lên tiếng này đã được đông đảo các tổ chức đấu tranh cũng như cá nhân người Việt trong và ngoài nước tham gia ký tên. Bản lên tiếng tố cáo hai tập đoàn Formosa Đài Loan và Luyện Kim Trung Quốc đã tạo ra thảm họa môi trường biển từ Vũng Áng, Hà Tĩnh, khiến cuộc sống của hàng triệu người dân thuộc năm tỉnh miền Trung trở nên điêu đứng, lầm than. Nhưng nhất là tố cáo nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tỏ ra vô trách nhiệm trước tội ác tày trời này, mà còn huy động toàn thể hệ thống chính trị nhằm nhận chìm tội ác lớn lao này, và nhằm dập tắt một cách hết sức tàn bạo và dã man các cuộc biểu tình của đông đảo các nạn nhân phản đối tội ác này. Bản lên tiếng cũng kêu gọi toàn thể nhân dân Việt Nam hãy vượt qua một nỗi sợ hãi để cùng đứng lên cứu dân tộc thoát khỏi hiểm họa nhiễm độc do Trung Cộng và chế độ Cộng sản Việt Nam đang liên kết với nhau gây ra cho dân tộc. Ngày 16 tháng 2 năm 2017 tại thủ đô Bonn của Đức, các ngoại trưởng của ba nước Mỹ, Nhật, Hàn đã công bố một bản tuyên bố chung. Trong đó, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cực lực lên án vụ phóng thử hỏa tiễn đạn đạo của Bình Nhưỡng ngày 12 tháng 2 vừa qua và khẳng định Hoa Kỳ sẽ bảo vệ hai đồng minh Nhật Bản và Nam Hàn bằng mọi cách, kể cả việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Ngoại trưởng của ba nước kêu gọi Bắc Triều Tiên dứt khoát từ bỏ vũ khí hạt nhân để được tái hội nhập vào cộng đồng thế giới. Như các tin đã loan, Bắc Triều Tiên đã phóng thử hỏa tiễn Phukuson-2 có tầm bắn hơn 2.000 km từ giàn phóng di động, bay khoảng 500 cây số trước khi rơi xuống biển Nhật Bản vào Chủ nhật ngày 12 tháng 2 vừa qua. Ngày 17 tháng 2 năm 2017, Hội nghị An ninh Âu Châu được tổ chức tại Munich, Đức Quốc, trong đó có sự tham dự của phái đoàn Hoa Kỳ rất hùng hậu do Phó Tổng thống Mike Pence dẫn đầu cùng với ba bộ trưởng chủ chốt là Rex Tillerson của Bộ Ngoại giao, James Mattis của Bộ Quốc phòng và John Kelly thuộc Bộ An ninh Nội địa. Trong hội nghị này, giới lãnh đạo châu Âu trông chờ những lời giải thích của Hoa Kỳ vì kể từ khi nhậm chức Tổng thống, ông Donald Trump đã có nhiều lần phát biểu không mấy thiện cảm với châu Âu, nhưng lại liên tiếp tỏ ra hòa dịu và thân thiện với đối thủ của châu Âu là Nga. Giới lãnh đạo châu Âu hy vọng rằng phát biểu của các nhân vật cao cấp nhất của Hoa Kỳ sẽ giúp họ nắm bắt rõ hơn về đường lối đối ngoại của Hoa Kỳ đối với châu Âu và khối NATO đang bị nhiễu vì những tuyên bố thiếu thiện ý của ông Trump trong thời gian qua. Sáng ngày 17 tháng 2 năm 2017, bên lề hội nghị nhóm G20 tại Bonn, Đức Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Ngoại trưởng Trung Cộng Vương Nghi đã bàn thảo về sự xung khắc giữa Washington và Bắc Kinh trong vấn đề Đài Loan, Biển Đông và thương mại giữa hai nước, cũng như vụ thử hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết, trong cuộc tiếp xúc này, Ngoại trưởng Rex Tillerson đã nhấn mạnh đến hành động đe dọa của Bình Nhưỡng càng ngày càng nghiêm trọng sau một loạt thử nghiệm hỏa tiễn và hạt nhân. Ông đã thúc giục Trung Cộng sử dụng mọi phương tiện có hiệu quả để làm giảm thái độ gây bất ổn định của chính quyền Bắc Triều Tiên. Ngày 18 tháng 2 năm 2017, tại thủ đô Manila, khoảng 10.000 đến 20.000 người đã xuống đường biểu tình, phản đối cuộc chiến bài trừ ma túy một cách tàn bạo phi nhân tính của Tổng thống Duterte. Đây là một cuộc biểu tình lớn nhất từ khi ông Duterte nhậm chức Tổng thống cách đây 7 tháng. Từ khi ông Duterte phát động chiến dịch bài trừ ma túy đến nay, đã có hơn 6.000 người thiệt mạng, trong đó gần 3.000 nạn nhân được cho là người nghiện hoặc là tội phạm ma túy, nhưng có hơn 3.000 nạn nhân đã bị giết trong hoàn cảnh không rõ ràng. Hiện nay, các nhóm sát thủ vô danh vẫn tiếp tục giết khoảng 9-10 người mỗi ngày. Tổ chức Amnesty International đã lên án những vụ sát hại trên như tội ác chống nhân loại. Thứ Sáu ngày 17 tháng 2 năm 2017, người thừa kế tập đoàn Samsung là Lee Jae-yong, 48 tuổi, đã bị bắt và tạm giam vì tội tham nhũng, khai man, biển thủ công quỹ, nhất là đã hối lộ 38 triệu Mỹ Kim cho một người thân tín của Tổng thống Park Geun-hye để được chính phủ tạo điều kiện thuận lợi cho quy trình thừa kế tập đoàn Samsung.
các tổ chức cấp tiến của Nam Hàn từ nhiều tuần nay đã yêu cầu bắt giữ Lee Jae-yong vì quá bất mãn khi thấy tư pháp nương nhẹ tay với các tập đoàn gia đình trị đang thống trị nền kinh tế quốc gia này.